Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 12 năm 1996. Chúng ta đang ở tại xóm mới trong khóa An cư mùa đông. Tôi nhớ hồi thường ta bảo là Lạc đang còn ở làng Mai trong đài giới đàn, thì thầy có phát biểu một câu rất là cảm động. Thầy ngồi đây, thầy nói rằng là ngày xưa thầy cũng có thầy, nhưng mà không có biết trân quý những cái giây phút được sống bên thầy. Nhiều khi thầy trò giận nhau và bây giờ thầy không còn nữa. Và khi mà qua tới làng Mai, thấy thầy trò nhà này xúm xít với nhau rất là đầm ấm vui vẻ, thì thầy rất là cảm động và rất tiếc cho thầy, rất thương cho thầy. Trước khi thầy về thì thầy có nói với các thầy xóm thượng là nếu lần mai có cần gì, thầy cần thầy làm gì để giúp làng thì thầy sẵn sàng làm hết. Cảm tình của thượng tọa đối với làng rất là sâu đậm sau cái đại giới đàn này. Thầy trò được sống bên nhau, được ngồi với nhau trong thiền trà, trong pháp đàm, trong trong pháp thoại, là một cái hạnh phúc. Ở trong sách nói với bước tới thảnh thơi, chúng ta có một cái chương là ngồi uống trà với thầy. Và chúng ta học trong cái chương đó là được ngồi uống trà với thầy là có thể là một cái hạnh phúc lớn trong cái cuộc đời của người xuất gia. Tôi không nghĩ rằng là Tổ Huệ Năng là tổ thứ sáu của thiền tông Trung Quốc đã từng được uống trà với Tổ Hoằng Nhẫn, tức là tổ thứ năm. Có lẽ là Tổ Huệ Năng chỉ được gặp riêng thầy của mình có một lần, mà lại gặp chui ở trong cái thất của riêng thầy. Tại vì trong pháp hội của Tổ Hoằng Nhẫn á, có rất đông thầy, mà giáo thọ lớn là thầy Thần Tú, rất giỏi, rất giỏi, rất đẹp. Và Huệ Năng là được coi như là cá chốt lòng trong, tức là một người không có trí tuệ, không có học thức, không có gì hết, và chỉ đáng để được chấp tác ở dưới bếp thôi, giã gạo, gánh nước, bỏ củi mà thôi. Nhưng mà sau khi Huệ Năng can đảm làm bài kệ kiến giải và nhờ một vị hành giả viết lên trên tường,
thì Tố Hoằng Nhẫn biết được đây là một người có căn cơ lớn. Vì vậy cho nên một hôm đó Tố Hoằng Nhẫn mới đi chơi xuống dưới bếp. Tại vì bếp là cái chỗ duy nhất để có thể gặp được anh chàng. Anh chàng học trò cưng mà mình chưa bao giờ được gặp, được nói chuyện. Ai nói rằng là học trò đi tìm thầy, thầy đi tìm học trò. Thì khi mà Tổ Huệ Năng xuống tới bếp thì thấy mọi người đang làm việc, và riêng anh chàng mà mình đi kiếm thì đang đang giã gạo. Mồ hôi một kê chảy đầm đìa. Thì thầy trò thì thầy hỏi một câu bâng cơ quơ. Làm việc cực khổ dữ ha, gạo trắng chưa, gần được chưa, vớ vẩn. Cũng như là lần mai mình nói có làm gì đó, cắt cà rốt hay cắt gì đó, vớ vẩn như vậy đó. Và rốt cuộc thì tổ đưa cái ngón tay mà gõ vài cái trên cái cối giá gạo, cái cối bằng gỗ, hay như gõ gõ ba cái. Không biết là tổ có nói gì thêm không, có nói là canh ba hay không, gõ ba cái thôi. Thì đêm đó Huệ Năng đúng vào canh ba, giữa canh ba tức là 12 giờ khuya bên mình, tìm lên phương trượng của thầy thì thấy cái cửa nó hé ra một chút, chứng tỏ rằng là I'm ready to see you, và con không cần phải phải gõ. Thì nhớ lại có một hồi, có một hôm dự một cái hội nghị gọi là Passementaries ở Geneva. Đó là lần cuối cùng mà thầy gặp mục sư Martin Luther King. Sau đó mấy tháng thì King bị ám sát. Thầy nhớ trong cái hội nghị đó thầy được gặp hai người, gặp nhiều người nhưng mà nhớ hai người là King và một người nữa là một nhà tâm lý học rất nổi tiếng tên là Eric Fromm. Eric Fromm thì mục sư King điện thoại xuống phòng thầy, đây là một cái hội nghị về hòa bình mà do tổ chức World Council of Churches tổ chức sắp đặt. Thì mỗi bên đều công việc quá nhiều. Mục sư King có vào khoảng 10 thị giả. Tại vì đó là một nhà lãnh đạo nhân quyền rất quan trọng ở bên Mỹ. Còn thầy thì chỉ có một anh chàng thị giả thôi. Nhưng mà thầy cũng bận rộn không kém, tại vì thị giả này phải làm việc bằng 10 lần những thị giả khác. Nào là tổ chức họp báo, nào là viết press release, đủ thứ hết. Thì mục sư Martin Luther King mới gọi điện thoại xuống nói mời lên ăn sáng, mời thầy lên ăn sáng. Bữa đó không có lên được, thành ra hứa để ngày mai. Ngày mai lên được nhưng mà lên trễ tới nửa giờ. Nhưng mà lên tới thì thấy mục sư King còn giữ thức ăn sáng cho thầy ở trong một cái mâm mà có đèn cầy đốt ở dưới để cho nó nóng.
và mục sư cũng chưa được ăn sáng, và đợi thầy lên mới ăn sáng. Thì thầy rất mừng là hôm đó thầy có nói với mục sư Kinh được một câu, tại vì nói được câu đó thì sau này không có ân hận. Đã nói được một câu đúng là chính ngữ, thầy nói là: này mục sư có biết là Việt Nam người ta coi mục sư như là một vị Bồ Tát hay không, một người suốt đời tranh đấu cho nhân quyền và đã đứng ra lần đầu tiên lên tiếng để chống cái sự tàn sát ở Việt Nam. Bởi vì vậy cho nên ở Việt Nam người ta coi mục sư là một vị Bồ Tát. Một vị Bồ Tát nghĩa là một vị một người đem hết tất cả cái sức mình, cái tâm lượng của mình để làm những cái việc có thể làm vơi được những cái đau khổ của chúng sanh. Thì nhìn vào cái mặt ông thì thầy thấy ông rất là cảm động. Nếu hôm đó không nói thì sẽ không có bao giờ có cơ hội để nói nữa. Cho nên hôm nay nếu mà mình gặp sư anh mình mà mình muốn nói câu đó thì mình phải nói liền hôm nay, đừng có đợi ngày mai. Gặp sư chị của mình cũng vậy. Nếu mà mình nói câu gì để mà biểu lộ cái sự trân quý của mình đối với sự có mặt của người kia thì mình phải nói ngày hôm nay, đừng có để ngày mai. Thì mình đâu có biết là đó là lần gặp chót giữa hai người. Mấy tháng sau thì nghe tin một sư được bị ám sát ở Memphis. Người thứ hai là Eric Fromm. Eric Fromm là một nhà tâm lý học có nghiên cứu về Phật học, và ông cũng mời thầy lên để ăn sáng. Thầy nói thôi đừng ăn sáng nữa, lên chơi thôi, uống trà thôi. Và khi lên tới phòng của Eric Fromm thì thấy cửa hé ra, tức là khỏi gõ cửa, cứ đẩy mà vào thôi. Lục Tổ Huệ Năng cũng vậy, khi lên tới phòng thầy thì thấy cửa hé và chỉ đẩy vào thôi. Đẩy cửa vào một cái thì nghe tiếng thầy đang ngâm một cái bài kệ. Ngâm một cái bài kệ chứng tỏ rằng thầy đang thức để chờ mình. Tôi nghĩ thầy thức tới 12 giờ khuya để chờ đệ tử, mà không biết đệ tử có biết rằng thầy đang chờ mình hay không. Và trong đêm tối, hai thầy trò bàn chuyện và thầy làm lễ truyền đăng cho trò. Không có đèn, không có lửa, không có gì hết. Và tổ thứ năm đã truyền pháp cho tổ thứ sáu vào lúc 12 giờ khuya. Và đó là vì sự ganh tị của những người trong chúng. Giữa thầy với trò nó có một mối tình. Cái mối tình này nó được làm bằng cái chất liệu gọi là tương ứng, tương cảm. Tình này nó không có cái chất liệu của sự vướng mắc. Tình này nó cũng có sự ngọt ngào, nhưng mà nó được làm bằng cái chất liệu hiểu biết và thông cảm. Khi mà một người hiểu được mình khi một người hiểu được mình thì tự nhiên mình cảm thấy biết ơn cái người đó, dù người đó là học trò của mình hay là con của mình. Và từ cái hiểu đó nó phát sinh ra một cái thứ tình. Và vì vậy cho nên mình nói cái tình đó nó được làm bằng cái chất liệu của sự
cảm thông, của sự đồng tâm tương ứng. Vì vậy cho nên trong thiền môn người ta thường dùng cái danh từ gọi là tâm ứng tâm, nghĩa là dùng cái trái tim mà in vào trong trái tim. Một cái hình ảnh rất là dịu ngọt mà cũng rất là thân thiết. Tâm ấn tâm, tâm truyền tâm, thì hai cái thầy trò đó họ đâu có thời giờ để ngồi uống trà với nhau nhiều, họ đâu có gặp nhau nhiều, họ chỉ được gặp nhau có một lần thôi. Lần trước là gặp ở dưới bếp trong sự có mặt của đông người, và chỉ hỏi vài ba câu bâng quơ vậy thôi. Rồi có ba tiếng gõ cốc 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 ở trên cây gối, cây cối giã gạo. Lần thứ hai thì trong đêm khuya khoắt, hai thầy trò ngồi với nhau, và thầy có giảng cho trò một vài câu ở trong kinh Kim Cương, vài câu thôi. Và sau khi truyền pháp cho trò thì thầy nói con không nên ở đây nữa, con nên đi về miền Nam để hành đạo. Tuy rằng thầy trò không được ngồi với nhau lâu, nhưng mà cái tình đó nó bất diệt. Nếu trong cái thời gian mà mình ở với thầy, dù thời gian đó là dài hay là ngắn, mà mình có được cái sự cảm thông đó, có được cái sự tương đắc đó, thì sau này mình sẽ không hối hận. Mình sẽ không tan thân phiền như thượng tọa đã thân phiền. Cái tình đó thật, quả thật là một mối tình, không có thể nói rằng nó ít hơn một mối tình. Tại vì sau khi được đắc pháp thì Huệ Năng ra đi, không có đi xuống nhà tăng để lấy hành lý gì hết. Hồi đó chưa có bàn chải đánh răng, chưa có kem đánh răng, Huệ Năng không có cần đi lấy gì hết, không có hành lý gì hết, và nghe lời thầy đi ra bến sông liền lập tức. Và thầy Hoằng nhận nói để thầy đưa con ra tới bờ sông. Và trong đêm khuya hai thầy trò đi nhẹ nhẹ ra khỏi thiền viện, và thầy đưa trò ra bến sông. Rồi khi mà Huệ Năng xuống thuyền rồi chắp tay chào, thì thầy nói để thầy ngồi trên thuyền với con một khúc. Những cái chi tiết này nó được ghi lại trong kinh Pháp Bảo Đàn. Và khi Huệ Năng cầm lấy cái chèo thì thầy nói để thầy chèo cho con một khúc. Cái đó nếu không phải là tình thì là cái gì nữa? Cái đó đúng là tình, đó là sự phát biểu, phát hiện của tình yêu, của tình thương. Để thầy ngồi với con một khúc, để thầy chèo cho con một khúc, và đưa tới một cái chỗ đó. Đến cái lúc đó Huệ Năng nói thôi bây giờ thầy đã chèo cho con một khúc, bây giờ con có thể tự chèo lấy. Học trò với thầy như vậy, bây giờ con có thể tự chèo lấy. Nói là thầy đừng lo, một mình con có thể vượt khỏi những cái khó khăn, những cái bão tố nó đang chờ đợi con, thầy đừng lo. Cái ngôn ngữ là nói như vậy. Và khi mà Tổ Hoằng Nhẫn nghe cái câu nói đó thì Tổ yên lòng, Tổ trao cái chèo lại cho Huệ Năng. Huệ Năng cho thuyền cập bến, và Tổ Hoằng Nhẫn bước lên, đưa tay vẫy và một mình trở về thiền viện. Huệ Năng một mình chèo đi. Thì cái mối tình đó nó sống ở trong thầy và nó sống ở trong trò.
và nó đã truyền lại cho đến ngày hôm nay. Khi con còn non yếu thì thầy đưa con đi, nhưng bây giờ con đã vững vững chân vững tay, con có thể một mình chèo lấy. Con cảm ơn thầy. Nó đơn giản như vậy. Nhưng mà chưa hết, nếu mà mình đọc tiếp kinh Pháp Bảo Đàn rất là hấp dẫn, thì mình thấy rằng bữa sáng hôm đó thầy không có ra ăn sáng, thông thường thầy ra ăn sáng mà nó thầy không ra ăn sáng thì đóng cửa lại. Đã không ra ăn sáng rồi mà không có ra với chúng mãi cho đến chiều tối, thì các thị giả mới tìm cách đi vô để hỏi và bạch thầy con sao không. Thì ngài mới nói rằng là không có sao hết, I'm ok, nhưng mà y bác đã đi về phương Nam rồi. Tức là cố ý đợi cho Huệ Năng đi rất xa, đi rất xa để cho người ta không có đuổi kịp, rồi mới nói. Cái đó cũng là sự tiếp nối của mối tình, biểu hiện của mối tình ấy. Vậy mà cũng có một nhóm người chạy đuổi theo để giành cái bát lại. Và nếu quý vị muốn biết câu chuyện nó tiếp diễn như thế nào thì đọc kinh Pháp Bảo Đàn. Trong kinh Pháp Hoa nó có câu chuyện một cái ông thầy thuốc rất giỏi, có nhiều con, và trong khi ông thầy thuốc đó đi xa để chữa trị, thì nhà những đứa con đó ăn nhầm những cái thức ăn độc và nó nằm lăn ra bệnh, đứa thì mửa, đứa thì ho, đứa thì đau bụng, đứa thì đau đầu, nhức mỏi, đủ thứ hết, đủ các triệu chứng của độc tố. Thì khi ông thầy về, ông cha về, ông thấy các con đau đớn như vậy thì ông mới tùy theo cái lục phủ ngũ tạng của từng đứa, ông cho thuốc. Ông thầy này là một người thầy thức giỏi. Thì có một số những đứa con của ông nó chấp nhận cái thuốc, nó uống và nó sắc thuốc, nó uống và nó lành liền. Nhưng mà còn những đứa khác thì không uống thuốc. Nói, tại sao phải uống thuốc? Có thầy, có cha mình ở đây thì có sao, thì có cha mình cứu, không có uống thuốc. Và nó tiếp tục nó bệnh, nó nhức, nó mỏi, nó đau ngực, nó đau cổ, nó đau bụng, nó đau đầu, đủ thứ hết. Và có một sự y lại, không có chịu uống thuốc. Và bệnh tình nó càng ngày càng nặng. Thành cuối cùng ông cha ông nói là có mình đây thì nó không chịu uống thuốc, chỉ bằng mình đi chỗ khác thì họa may nó uống thuốc. Rồi thì ông đi rồi ông đánh tin về là ông chết rồi. Thì lúc đó mấy đứa con mới chịu uống thuốc và mới lành bệnh. Rồi có những người học trò cũng vậy. Khi mà thầy đang sống với mình, không có chịu thực tập những cái điều của thầy dạy. Có những người tiếp nhận và thực tập ngay những điều thầy dạy,
và có sự chuyển hóa, có sự an lạc ngay trong thời gian ở với thầy. Còn có những người nói thuốc của thầy mình hay thiệt, nhưng mà đâu cần phải uống bây giờ, mai hay mốt uống cũng được. Uống thuốc thì phải cứ ăn cái này, cứ ăn cái kia. Rồi bữa nay để mình ăn cái này, ăn cái kia cho nó sướng cái miệng đã, rồi mai mốt rồi uống cũng vừa. Đó là lý luận của những người không có chịu uống thuốc. Thì trong số những người đệ tử cũng có những người như vậy đó. Mình ăn thua là học được cái pháp môn thôi, mai mốt tu cũng được, không sao. Hình như là mình đã nắm được pháp môn đi thiền hành rồi, hình như mình đã nắm được cái pháp môn thở và làm mới rồi, mình bỏ túi cái đã, mai mốt hãy thực tập. Và vì vậy cho nên không có chuyển hóa, không có lành mạnh. Và ông thầy rất là rầu, và nhiều khi ông nghĩ giống hệt như ông cha kia, hay là mình phải đi chỗ khác, hay là mình phải chết đi rồi nó mới chịu thực tập. Đó là tâm sự của những ông thầy. Nhưng mà ai ai sẽ không phải là thầy? Tuy là mình còn trẻ, tuy là mình mới sa di ni hay là tân tỳ khưu ni, nhưng mà cái số phận của người tu hành nó bắt buộc mình phải lớn lên, rồi mình cũng phải làm thầy như thế thôi. I am the nature to be a teacher. I cannot avoid being a teacher. Và hễ làm thầy tức là có học trò, hễ có học trò là sẽ phải đau khổ bởi vì học trò. Tại vì học trò có những đứa nó chịu thực tập những điều mình dạy, có những đứa nó không chịu thực tập. Có những đứa học trò nó chỉ cần những cái rất nhỏ, tức là cái sự vuốt ve, sự ngọt ngào của thầy thôi, mà nó không có biết rằng cái quan trọng nhất, quý hóa nhất mà mình có thể tiếp nhận từ thầy không phải là cái sự chú ý, sự ngọt ngào, sự vuốt ve săn sóc nho nhỏ của thầy, mà là cái mối tình lớn kia, cái sự săn sóc lớn kia, cái sự ân cần, cái sự thương tưởng, cái sự tâm tâm niệm niệm mỗi ngày để cho học trò mình lớn lên, để cho học trò mình có thể nối tiếp được cái sự nghiệp của chánh pháp. Không có tiếp nhận cái đó và không thực tập, chỉ đòi hỏi những cái nhẹ nhẹ nho nhỏ. Được một chút sự chú ý của thầy, được thầy cưng thêm một chút, được thầy nói một câu ngọt ngào, được thầy săn sóc một chút xíu, mình chỉ cần những cái nho nhỏ rơm rác như vậy thôi, mà không có biết rằng cái mà thầy có thể trao truyền cho mình nó lớn hơn cái đó nhiều lắm, và chính đó là cái mà thầy muốn trao truyền. Vì vậy cho nên Huệ Năng tuy là làm việc suốt ngày ở dưới bếp, tuy là chưa bao giờ nói chuyện được nói chuyện với thầy, nhưng mà đã là người tiếp nhận được cái tình thương cao cả nhất của thầy, đã trở thành ra một một người tri kỷ của thầy. Chữ tri kỷ là chữ rất đúng, không biết tiếng Anh dịch làm sao. Dịch làm sao Kindred spirit. Kindred spirit. Tri kỷ. Someone who really understand you. Someone
who seems to be the only one that can understand. It's just the soul. Và chúng ta đọc trên Pháp Bảo Đàng thì chúng ta thấy được cái mối tình đó, được cái mối tình tri kỷ đó giữa hai thầy trò, mà hai thầy trò đâu có thì giờ bên nhau nhiều đâu, tương đối là rất ít. Cái thời gian mà thầy gặp trò ở trong phòng lúc 12 giờ khuya, cái thời gian mà thầy đi bộ với trò ra bờ sông, cái thời gian mà thầy trò ngồi trên thuyền và thầy chèo cho trò khoảng 15-20 phút, chỉ có từng đó thôi. Nhưng mà nó tràn đầy, nó là muôn đời, nó còn sống mãi muôn đời. Trong hai buổi pháp thoại vừa qua, chúng ta đã diễn bày về cái pháp môn gọi là pháp môn nói. Nói là một pháp môn thực tập, có thể đem lại rất nhiều hạnh phúc cho chính bản thân mình và cho những người chung quanh mình. Và chúng ta đã được trao truyền những cái phương pháp thực tập rất là cụ thể để có thể làm hạnh phúc cho mình và cho người ngay ngày hôm nay, cũng như là nghe. Nghe là một pháp môn thực tập khác. Và chúng ta đã trong hai buổi pháp thoại liên tiếp nói về nghe. Nếu chúng ta biết thực tập phương pháp nghe và chúng ta áp dụng những cái bài tập đã được trao truyền, thì chúng ta cũng có thể tạo được hạnh phúc cho ta và cho người ngay trong ngày hôm nay. Và chúng ta đã nói đến cái sổ công phu. Mỗi người trong chúng ta phải có một cái sổ công phu. Công phu tức là công phu thực tập. Hạ thủ công phu là phải bắt đầu đi vào sự thực tập, chứ không phải lý thuyết nữa, và là hạ thủ công phu. Hạ thủ tức là cái tay mình nắm lấy, đặt xuống cái công việc thực tập. Chúng ta biết rằng nghe có thể làm cho người bớt khổ, nghe có thể thiết lập lại được cái cầu cảm thông, và thực tập theo cái lời nguyện ở trong bài quy nguyện sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ, đó không phải là một lời phát nguyện suông. Chúng ta có thể thực tập bằng nghe và bằng nói. Thành ra trong cái sổ công phu, ta phải nói ngày mai ta sẽ nghe ai và ta sẽ nghe thế nào. Ngày mai ta sẽ nói với ai và ta sẽ nói như thế nào, viết cho ai và viết như thế nào, để tạo hạnh phúc cho người đó và cho ta, để thiết lập lại cái nhịp cầu truyền thông nó đã bị gãy đổ. Đó gọi là hạ thủ công phu. Mình phải thực tập như vậy. Mỗi ngày đều phải thực tập nói và phải thực tập nghe. Nếu chúng ta đợi đến khi mà chúng ta học xong khóa mùa đông
hay là chương trình 4 năm thì nó trễ quá. Thực tập ngay từ bây giờ, học như thời tập chi, bất diệt duyệt hồ, bất diệt lạc hồ, vừa học mà vừa thực tập, đó há chẳng phải là niềm vui lớn hay sao? Đó là lời của Đức Khổng Tử. Kỳ vừa rồi chúng ta mới nói đến ngôn ngữ với cái thể, cái tướng và cái dụng của nó, cái lời nói. Tại vì trong luận Đại Trí Độ, thầy Long Thọ có nói tới cái chánh ngữ như là cái sự thấu hiểu về bản chất của lời nói. Thể, thể là cái chất liệu nó làm ra cái lời nói. Và chánh ngữ, nếu chúng ta thực tình muốn cái lời nói của chúng ta là chánh ngữ, thì chúng ta phải để cho cái thể, thể tức là nature, substance, essence, nature, essence, hay là substance, cũng như là cái bánh nó làm bằng bột, đây là bột, nó là bột khoai, bột mì, bột bán, nó là cái chất của cái bánh, thì cái lời nói nó có cái bản chất của nó, mình phải biết cái bản chất của nó là bản chất gì, nói ra từ tình thương đích thực, nói ra từ sự hiểu biết đích thực, nói ra từ cái tư duy chân chính, thì trong trường hợp đó ngữ có thể có cơ hội trở thành chánh ngữ. Nghĩa là cái lời nói của ta có thể phát xuất từ cái tình thương và cái trí tuệ của ta, nhưng mà cái đó chưa đủ, là tại vì không phải là tại vì nó phát xuất từ trí tuệ và tình thương mà nó trở thành chánh ngữ được. Nó là một cái điều kiện căn bản, nhưng mà chưa phải là tất cả những điều kiện cần có để có chánh ngữ. Vì vậy cho nên cái tướng của cái ngôn ngữ cũng phải đúng nữa. Có cái chất đó, nhưng mà phải cái lời nói phải khéo léo. Vì vậy cho nên nó vấn đề nghệ thuật nói, nó phải có nằm ở đây, mình phải tập. Đôi khi mình thương người kia thiệt, nhưng mình nói làm sao mà người ta tưởng là mình ghét, mình khinh khi người ta, tội nghiệp lắm. Thành phải học nói, phải học ăn, học mở. Ăn, học nói, học gói, học mở. Học ăn, học nói, học gói, học mở. Gói lại sao cho nó gọn gàng, mở ra sao cho nó đẹp đẽ. Gói mỡ này là nó thuộc về cái nghệ thuật diễn tả. Đừng có tưởng đây là nói về việc ăn bánh giò hay là bánh chưng đâu, không. Ăn nói đây tức là ngôn ngữ, cái tài ăn nói. Và khi mà anh có cái tài ăn nói thì anh gói rất là gọn, anh mỡ rất là nhẹ nhàng. Anh không có trường giang đại hải, anh có nói thao thao bất tuyệt rồi người ta không biết anh nói cái gì. Cái đó gọi là gọi. Anh nói ít thôi, nhưng mà anh nói rất gọn, nói rất hay, gọi là gọi. Và mở, tức là anh trình bày ra, anh diễn tả ra. Và giáo pháp của Đức Thế Tôn đó, được công nhận là diễn bày rất khéo.
Cái đó gọi là thiền thuyết. Mà tiếng Anh gọi là well proclaimed. Swakato. Thiền thuyết. Và kia tô là tiếng Phạn, còn tiếng Pali là xoa kha tô. Pali là xoa kha tô, Sanskrit là svakhyato là thiền thuyết. Thiền thuyết nghĩa là well proclaimed, khéo mở, khéo gọi. Và đây á, là không phải là khen cái thể của giáo lý. Thể của giáo lý là tuệ giác đã đành rồi, nhưng cái tuệ giác đó phải được diễn bày khéo léo, cái đó gọi là cái tướng. Thành là khi mình nói mà làm cho người ta đau khổ thì mình đừng có, mình được sư anh hay sư chị nhắc thì mình nữ có gương cổ gân cổ lên mà mình cãi, em chỉ nói sự thật thôi. Nói như vậy không được, nói sự thật nhưng mà em nói thế nào, em nói sự thật như thế nào mà người kia đừng có đau khổ. Thì như vậy cái ngữ của em, cái ngôn ngữ của em nó có thể tốt và nó có cái tướng tốt, nó thiện thuyết. Và vì vậy cho nên cái good intention, cái thiện ý của em nó chưa đủ đâu. Em đừng có tưởng là em có thiện ý là đủ rồi. Em phải có thiện xảo, phải khéo léo, mà em phải học. Đức Thế Tôn rất khéo, và tiếng nói của Ngài khéo cho đến nỗi mà người ta gọi tiếng nói đó là tiếng nói tròn. Tiếng nói tròn là viên âm. Viên âm. Đức Thế Tôn nói như thế nào đó mà người nào cũng tưởng là Đức Thế Tôn nói riêng cho người đó. Là như vậy. Hôm nay Đức Thế Tôn nói bài pháp này là riêng cho tôi thôi, người nào cũng nghĩ như vậy. Và cái đó là cái tài của Đức Thế Tôn mà mình phải học 1/1000, 2/1000. Cái đó gọi là viên âm, tiếng nói tròn. Round sound, round word. Ở Huế ngày xưa có một tờ báo Phật học, cố gắng học, một cái tạp chí Phật học lấy tên là Viên Âm, tức là những người chủ trương có cái nguyện là bắt chước Đức Thế Tôn để giảng bày giáo lý của Đạo Bụt một cách thế nào cho giáo lý đó được thích hợp với thời đại và đem hạnh phúc cho người ta. Thì mình thấy cái người chủ trương Viên Âm là có cái kiến thức đó. Nhưng mà sau khi có người công nhận là lời nói anh là tốt, là có trí, có bi, và cái tướng của lời nói anh là khéo rồi, nhưng mà anh khoan chắc, tại vì anh phải đem áp dụng để thấy rằng nó có công hiệu thật hay không. Nếu nó không công hiệu thì cái này tốt đến mấy, cái này tốt đến mấy, nó cũng chưa phải là chính nghĩa. Dễ sợ như vậy. Vì vậy cho nên phải để ý tới cái dụng. Dụng là cái function, cái công dụng, là đem vào để làm, để mà áp dụng thì nó có thành công hay không.
Nếu thành công, nếu nó tháo gỡ được cái kẹt của người kia, nó làm cho người kia bình tĩnh, nếu nó làm cho người kia thiết lập đặt được sự thông cảm, tạo dựng lại được cái niềm tin, thì lúc đó cái dụng đó là cái háo dụng. Và lúc đó cái ngôn ngữ của anh mới thực sự là chánh ngữ. Là tại vì khi anh có cái thiện thể và cái thiện tướng rồi, hảo thể và hảo tướng rồi, và khi mà đem vào áp dụng cái trường hợp này nó thành công rồi, nhưng mà anh đem áp dụng vào một trường hợp kia nó không thành công, tại sao cũng cái tâm niệm đó, tại sao cũng hình thức đó, mà tại sao đưa vào trường hợp kia lại không thành công? Không thành công tại vì cái trường hợp nó khác. Cái trường hợp nó khác. Cái trường hợp nó khác, nó chứng tỏ rằng là cái trí tuệ quán chiếu của anh, cái tính cách khí cơ của lời nói anh, nó chưa được viên mãn. Nói như vậy có nghĩa là cái phẩm chất của chánh kiến và chánh tư duy của anh nó còn thiếu, thiếu kém. Tại vì nếu cái phẩm chất của chánh kiến và chánh tư duy nó đầy đủ thì tự nhiên nó sẽ thay đổi, cái tướng này nó sẽ thay đổi, và do đó cho nên cái dụng này nó sẽ thành công. Biết bao nhiêu người thất bại khi có một cái thiện chí, có thiện chí mà vẫn thất bại, muốn giúp người đó mà rốt cuộc là không giúp được, có khi hại người đó, là tại vì không hiểu được người đó rõ ràng. Mà muốn hiểu thì phải có quán, có chiếu. Và do đó cho nên thể tức là gì? Thể của ngôn ngữ là được làm bằng chất liệu của chánh kiến. Chánh kiến, mà chánh kiến là phải có chỉ và phải có quán. Vậy thì sau khi chúng ta đã thử cái ngôn ngữ đó rồi và thấy nó không thành công, thì chúng ta đừng có trách rằng cái người kia là không có khả năng thu nhập, không có biết mở lòng ra để thu nhập. Cái của ta nói rất là quý, rất hay, rất phù hợp chân lý. Cái sở dĩ không thành công là tại vì người kia khép trái tim lại và không mở trái tim ra để mà đón nhận cái chân lý. Chúng ta thường hay trách như vậy, và chúng ta hoàn toàn là đổ lỗi cho người kia. Tôi đã làm hết sức tôi rồi, nhưng mà tôi chịu thôi. Mình hay có cái tư tưởng như vậy. Không, mình chưa làm hết sức mình đâu. Nếu mình làm hết sức mình thì mình không có thất bại như vậy đâu. Làm hết sức mình nghĩa là quán chiếu vào cái căn cơ của người kia để thấy được rằng cái tướng này của ngôn ngữ tuy là nó thành công với người này nhưng mà không thành công được với người kia. Những cái danh từ mình dùng rất là khéo, những cái văn cú mình dùng rất hay, mình nghĩ là không có thể nào hay được, nhưng mà đưa vào cái trường hợp này nó thất bại là tại vì mình không có thấy được cái quá trình, cái tâm lý của cái người này. Vì vậy mình phải quán chiếu hơn nữa. Và mình đừng có nói là tại vì người kia không mở lòng ra, không tiếp nhận. Phần mình đã làm hết sức, chưa hết sức đâu. Cái này, chỉ và quán. Người kia có thể vì cái sợ hay là cái mặc cảm mà không tiếp nhận được cái này. Cho nên mình phải thay đổi cái tướng của ngôn ngữ để cho người kia khi nghe những cái lời nói này, cái sợ không có đi ra, cái mặc cảm không có đi ra và không có chặn đường cái ngôn ngữ của mình.
Và như vậy có thể điều phục được những cái căn cơ rất là khó khăn. Ở trong kinh có nói đến những cái loại chúng sinh khó điều phục, cương cường nan điều phục, có những chỗ. Nhưng mà đối với Đức Thế Tôn đó, thì Ngài làm hết sức Ngài để có thể điều phục được những cái khó điều phục. Chứ còn mình cứ thấy khó điều phục mà mình bỏ rồi mình đi tìm tới những cái chỗ dễ điều phục thì chưa hay lắm. Và trong cái sự giao tiếp hàng ngày các thầy cứ chúc nhau như vậy, không biết là có hay không. Xin chúc thượng tọa pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ. Chúng sinh dị độ tức là chúng sinh dễ độ. Phải chúc ngược lại là chúc thượng tọa pháp thể khinh an, chúng sinh khó mấy cũng độ được. Chứ đừng có chúc chúng sinh dị độ là dễ độ. Chúc như vậy là hư thượng tọa của mình. Rồi nói tới cái pháp thể khinh an cũng vậy. Pháp thể khinh an là đừng có bệnh với gì đó. Nhưng mà trong luận Bảo Vương Tam Muội thì chúng ta học rằng phải có bệnh chút ít mới tốt. Phải có bệnh, lâu lâu phải có bệnh thì mình mới biết quý cái sức khỏe của mình. Cho nên cũng không nên chúc chúc pháp thể khinh an. Nên chúc thượng tọa lâu lâu mới bệnh một lần thôi. Nhưng mà mỗi lần bệnh như vậy thì ta biết rằng những lúc không bệnh là quý vô cùng. Nói về cái chánh ngữ và làm hạnh phúc cho người thì lần mai của chúng ta đã sáng tác ra được những cái câu gọi là linh chú. Bốn câu linh chú rất nổi tiếng của làng Mai hiện bây giờ đang được thiền sinh các nước họ thực tập, kể cả con nít. Và thực tập những cái câu linh chú này, những cái câu thần chú này thì có hạnh phúc liền lập tức. Và những câu linh chú này là phải có chất liệu của niệm, của định, của tuệ thì thực tập mới thành công. Và nó là chính ngữ. Nếu mà thực tập bừa bãi thì nó không phải là chính ngữ, cũng những câu linh chú đó nhưng mà nó sẽ không có linh như là con vẹt. Cái buổi công phu sáng của chúng ta đầy linh chú. Công phu sáng mà chúng ta đang thực tập ở tại nhiều nước Á Châu nó chịu ảnh hưởng một cách rất nặng nề của truyền thống mật giáo. Vô đầu thì chúng ta tụng Chú Lăng Nghiêm, năm hồi Chú Lăng Nghiêm, rồi tiếp theo đó chúng ta tụng 10 thần chú. Và Tâm Kinh Bát Nhã được coi như là một linh chú. Và chúng ta tin rằng hãy tụng chú nhiều thì chúng ta sẽ thực hiện được phép lạ. Có nhiều người tụng Chú Lăng Nghiêm và nghĩ rằng tụng Chú Lăng Nghiêm thì mình sẽ không có bị những cái người như là cô Ma Đăng Già kéo đi. Nhưng mà tụng 20-30 năm cũng bị cô ta kéo đi như thường. Ở Việt Nam đó, ở bên Cali nữa. Là tại vì tụng chú mà trong khi đó không có niệm, không có định và không có tuệ, tụng như những con vẹt. Vì vậy cho nên vấn đề tụng kinh là một vấn đề lớn phải đặt ra. Trong khi tụng kinh chúng ta để ý nhiều tới cái âm điệu của sự tụng niệm mà chúng ta không có thực tập được niệm, định và tuệ. Chúng ta chỉ sợ tụng sai, tụng quên thôi, rồi thầy rầy hoặc là người ta cười thôi.
Tâm kinh chẳng hạn, chúng ta tụng mỗi ngày, một lần, hai lần, ngày nào cũng có tụng hết. Nhưng mà chúng ta phải nói sự thật, chúng ta tụng như những con vẹt. Tâm kinh tuy là ngắn, nhưng mà nó cũng vẫn dài như thế. Tại vì trong tâm kinh nó chỉ có hai ba câu là cái tinh túy của tâm kinh. Nhất thiết ngũ uẩn giai không, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tức hoàn thức, diệt phụ như thị. Thị chứ không tướng, không pháp không tướng, bất sinh bất diệt, bất có bất tình bất tăng bất giảm, vô sắc thọ tướng hành thức, chỉ có khúc đó thôi. Từ cái lúc mà Bồ Đề Tát Đà, Y Bát Nhã Ba La Mật Đa, Cố Tâm Vô Quán Ngài, Vô Quán Ngài Cố Vô Hữu Khủng Bố, mấy cái đó không quan trọng nữa. Mấy cái đó chẳng là ca ngợi những cái câu ở trên thôi. Mà trong khi chúng ta đọc mấy dòng trên đó, mà cái tâm chúng ta có quán chiếu, có thấy được sắc tức là không, không tức là sắc, sắc có thấu triệt được cái nghĩa lý của cái chuyện là không có đắc vì không có sở đắc. Chúng ta phải công nhận sự thật là chúng ta tụng như những con vẹt. Và vì vậy cho nên tụng nó không có thành công. Tại vì cái nguyên tắc của Mật giáo là mỗi câu linh chú chỉ được nói lên khi mà thân tâm hoàn toàn hợp nhất, có niệm, có định. Và khi mà trong cái trạng thái thân tâm nhất như vững chãi mà thốt ra câu linh chú đó, thì câu linh chú đó nó trở thành một lực lượng rất lớn, nó chuyển hóa cả thân tâm và cả thế giới. Đó là cái giáo lý căn bản của Mật giáo, là thân ngữ ý là một khối, thì lúc đó cái linh chú mới có hiệu nghiệm. Đi từ trong nhà Thanh Phong hay là từ trong nhà Linh Quy ra, sau khi khép cái cửa sau lưng mình và bước lên những con đường ngập lá mùa thu, thì lúc đó cái tâm của chúng ta nghĩ tới cái gì? Bàn chân của chúng ta bước như thế nào? Khép cái cửa sau lưng rồi bước xuống con đường đầy lá, thì hai chân chúng ta chạm vào cái gì? Và con mắt chúng ta chạm vào cái gì? Cái tâm của chúng ta chạm vào cái gì? Có phải là chúng ta đang đi ở trong cái giờ phút hiện tại hay không? Hay là tâm của chúng ta đang ở chỗ khác? Đang ở bên New York? Hay là đang ở bên Los Angeles? Hay đang ở Nha Trang? Hay là Hà Nội? Đó là cái câu hỏi chính. Cái bước chân của chúng ta phải đặt lên bây giờ và ở đây. Cái tâm của chúng ta cũng phải đi theo bước chân. Tất cả cái bí quyết của sự thực tập nó nằm ở chỗ đó. Và mỗi bước chân đi như vậy, nó làm rơi rụng không biết bao nhiêu là phiền não. Và đi được ba bước như vậy thì có ba bông sen nó nở dưới chân. Đi được bảy bước như vậy thì có bảy bông sen nở dưới chân. Sen nở dưới chân, dưới bước đi không phải là chuyện huyền thoại, không phải là cái chuyện mà chỉ có Đức Thế Tôn mới làm được. Tất cả chúng ta đều làm được nếu chúng ta thân ngữ ý hợp nhất, thì bước lên trên lá sồi khô biến thành hoa sen, đem lại sự an lạc, nó nuôi dưỡng cho chúng ta ngay trong giây phút hiện tại. Và chúng ta đọc câu thần chú bằng chân của ta.
Thiền sư Lâm Tế nói pháp lạ là đi trên mặt đất, địa thượng thần thông. Và chúng ta là học trò của Lâm Tế, chúng ta phải đi được như thầy dạy. Mỗi bước chân trên mặt đất là thể hiện thần thông, từng bước chân tỉnh thức làm hiển lộ pháp thân. Mà ta chỉ có thể làm cái đó được ở đây thôi, nghĩa là trong giây phút hiện tại. Một ngày chúng ta đi bao nhiêu bước, nhưng mà những cái bước của chúng ta đi nó có phẩm chất hay không, cũng như là mỗi ngày chúng ta tụng bao nhiêu câu thần chú, nhưng mà những câu thần chú chúng ta tụng nó có cái phẩm chất hay không. Nếu không có phẩm chất thì chúng ta có làm 20 năm nó cũng vô ích thôi. Và cái bà cụ đó, bà niệm Bụt nhưng mà bà giữ rất là dữ. Bà Nam Mô A Di Đà Phật mà bà cứ làm suốt ngày. Và thỉnh chuông, thỉnh mỏ, đốt nhang rất là nhiều. Nhưng mà tánh nào vẫn tật đó, rất là dữ. Chửi người ta thì chửi động tới cả tổ tiên dòng họ người ta. Cho nên có cái ông đó, ông nói thôi bữa nay mình phải qua cho một bài học. Thì ông đợi cái lúc mà bà ta bắt đầu lên chung mỏ để tụng, thì ông ta đứng trước ngõ, ông nói: bà ơi! Thì bà cụ, cái bà đó chưa già lắm, chừng 50 tuổi. Thì bà hơi bực mình. Người ta đến giờ tụng kinh niệm Bụt mà tới ngoài cỏ mà réo như vậy là không dễ thương. Thì bà mới đến mỏ lớn hơn, đến chuồng lớn hơn, để chứng tỏ rằng ta đang tụng kinh không có được làm ồn. Nhưng mà anh này đã cố ý cho một bài học rồi, thành anh ta làm lơ. Anh càng lúc anh càng réo bà ta. Ban đầu bà ta ém xuống, nhưng mà em sống không nổi, thành ra cuối cùng bà giận quá mà liền chuồng, liền bỏ bày ra chống ngạnh. Bà chửi nỗi sân si, bà chửi mặt đỏ tía tai lên hết. Thì lúc đó ông mới đi vô, ông mỉm cười nói: bà ơi, tôi mới kêu bà chưa tới 20 tiếng mà bà giận như vậy, mà bà cứ đêm nào cũng kêu Bụt, ngày nào cũng kêu Bụt, biết bao nhiêu là ngàn tiếng, chắc là Bụt giận bà dữ lắm á. Thì mình niệm Bụt cũng vậy đó. Mình có thể làm như con vẹt, và mình cứ nghĩ là niệm Bụt như vậy thì nó có sự chuyển hóa, nhưng mà nó không có chuyển hóa. Tại cái tâm của mình nó ở đó, cái thân của mình nó ở đó. Thì khi mình dẫm lên trên con đường mà được trải bằng một cái thảm lá sồi, thì mình thấy té ra cái hạnh phúc của mình nó ở đây, nó không ở đâu hết. Dẫm lên trên những cái thảm lá sồi này mà đi như vậy, lòng không có vướng bận, cái hạnh phúc té ra nó chỉ có như vậy thôi. Mình không có cần có một cái chùa, mình không có cần có một cái địa vị, một cái bằng cấp. Té ra mình chỉ cần biết đi thôi là có hạnh phúc. Lên khỏi, nhìn lên trời thấy có một ngôi sao mai, hay là một mặt trăng bữa sáng chưa lành, mình mỉm cười. Tại vì cái ngôi sao mai kia cũng như là cái mặt trăng khuya kia, nó màu nhiệm vô cùng. Mình nhìn lên trên ngôi sao và mình mỉm cười và mình nói: sao ơi, tôi biết sao đang có mặt đó và tôi rất có hạnh phúc. Ngày xưa Đức Thế Tôn đã nhìn cái ngôi sao mai đó, chính cái ngôi sao đó, và đã thấy được cái sự thật. Và bây giờ mà đây, mình cũng có hai con mắt và mình cũng nhìn ngôi sao mai đó, và Đức Thế Tôn đã trao truyền cho mình cách nhìn. Cái cách nhìn đó đã được trao truyền lại cho mình từ bao nhiêu thế hệ của tổ sư. Mình có con mắt đó, nhưng mà mình không có đem ra dùng. Mình chỉ muốn dùng con mắt thịt thôi, và nhục nhã.
Còn cái pháp nhãn kia, cái tuệ nhãn mà thầy đã trao truyền cho mình không có sai. Giống như chàng dũng sĩ xuống núi cỡ tùng đôi cánh gài, cái men ngộ cảnh bỏ trong túi không đem ra xài, cho nên mới lạc vào những cái nẻo tâm tối của các loài quỷ, cho nên mới thành quỷ. Thành nó nhìn với con mắt tuệ, nhìn với con mắt niệm thì thấy ngôi sao đó là ngôi sao mà Bụt đã nhìn và đã giác ngộ. Và con mắt Bụt cũng có con nơi mình, tại sao mình không có nhìn một con mắt đó? Và mình nói chuyện với ngôi sao: sao ơi, ta biết sao có đó, cho nên ta rất là hạnh phúc. Đó là một câu thần chú. Có một lần đi dạy ở bên bên Hàn Quốc thì thầy có được mời cư trú trong một cái cư xá mà xung quanh trồng toàn là ngọc lan trắng hoa nở lớn gần bằng hoa sen. Mà đó là mùa xuân, buổi sáng đi ra thiền hành lúc mà mặt trời sắp lên, đi giữa những cái hàng, giữa những cái cây ngọc lan nở trắng vào mùa xuân như vậy, mầu nhiệm vô cùng. Và thấy giống như là lan nó nở cho mình. Lan có nở cho mình hay không? Nếu mình nói lan nhận nở cho mình thì mình có chủ quan hay không? Ở trong một bài hát của Phạm Duy thì chúng ta có thấy Phạm Duy nói hoa nở vì ai? Hoa nở vì ai? Có thể là hoa không nở vì ai cả. Nhưng mà tại vì mình có chánh niệm đó, cho mình thấy rằng hoa nó nở cho muôn loài, nở cho mình. Mình cũng là hoa và mình cũng nở cho hoa. Nếu mà hoa nở cho mình thì mình cũng nở cho hoa. Tại sao hoa nở cho mình mà mình không có niềm nhìn chịu nở cho hoa? Sư cô không phải làm đóa hoa sao? Sư chú không phải là đóa hoa sao? Tại sao không có chịu nở? Tại sao hà tiện? Tại sao hà tiện? Tại sao sáng nay không chịu nở? Không chịu nở cho thầy, không chịu nở cho anh, không chịu nở cho chị, không chịu nở cho em. Trong thơ Tiền Chiến nó có câu: Huyền Trân ơi, Huyền Trân ơi, mùa xuân đến rồi, giờ đây tám vạn bông trời nở, duy có tình ta khép lại thôi. Tội nghiệp vô cùng. Anh bị cái ngọn gió độc nào, anh bị cái chất độc độc nào động tới mà trái tim em co rút lại như vậy, không có nở ra được. Giờ đây chín vạn bông trời nở, duy có tình ta khép lại thôi. Sao mà tội nghiệp? Ngày sáng nay chúng ta phải nở ra, tại vì ngôi sao mai kia là bông hoa đang nở cho ta, nó đã nở cho Đức Thế Tôn, và sáng hôm nay nó chờ ta. Ta đã ra tới, ta đã nhìn thấy nó đã nở cho ta, tại sao ta không nở cho nó? Ta phải mở trái tim ra, ta nhìn ngôi sao, ta nằm, ta thở, và ta nói: sao ơi, cảm ơn sao có mặt đó, tôi rất hạnh phúc. Và lúc đó ta nở như một bông hoa, như là một ngôi sao. Đó là linh chú thứ nhất: Darling, I know you are there and I'm very happy. Ở đời ai mà không có những người thương? Chúng ta có cha, có mẹ, có anh, có chị, có em, có bạn, có thầy. Thì ta biết rằng khi mà có chánh niệm, ta nhận rõ được là sự có mặt của người đó, của những người đó là quý giá cho ta lắm. Họ là những đóa hoa, họ đang nở cho ta, còn ta đang co rút lại, ta phải nở cho họ. Và vì vậy cho nên câu linh chú thứ nhất là nở hoa.
công nhận sự có mặt của người kia, nhìn người đó bằng chánh niệm, nhìn người đó bằng cái khả năng có thể trân trân quý sự có mặt của người đó, và mở miệng ra đọc một câu thần chú bằng tiếng Việt, không cần bằng tiếng Phạn: bố ơi, con biết là bố đang còn sống ở bên con rất là hạnh phúc. Rồi xá một cái. Đó là một câu thần chú mà anh phải đọc câu thần chú đó bằng cái trạng thái, trong cái trạng thái thân tâm nhất nhất. Anh phải hoàn toàn có mặt thân và tâm 100%, thì anh mới nên mở miệng và đọc lên câu thần chú đó. Thì lúc đó người đó sẽ hạnh phúc, sẽ nở như một đóa hoa, và lúc đó mình cũng sẽ là một đóa hoa, mình nở cho người đó hạnh phúc, có mặt liền lập tức. Nó là một thứ hạnh phúc có liền, the instant happiness, giống như là mì ăn liền, chỉ cần chế nước sôi vô, hay là cà phê uống liền, chỉ cần chế nước sôi vô là có. Tôi thì không có uống cà phê, nhưng mà thỉnh thoảng có một thầy ở Việt Nam đi qua cho một gói cà phê thứ mà từng bao nhiêu nhỏ, trong đó có đủ đường, đủ cà phê bột, đủ sữa khô, và chỉ cần bỏ vào ly rồi chế nước sôi vô thôi, cà phê uống liền. Cái hạnh phúc trong khi mà thực tập câu linh chú thứ nhất nó còn mau hơn là làm cà phê uống liền nữa, tại vì khỏi phải xé cái bọc đó ra, khỏi phải bỏ vào ly, khỏi phải chế nước sôi. Chỉ cần thở và trở thành người tỉnh thức, đích thực là con buộc nhìn cái gì đang có trước mặt mình như là ngôi sao hay là hoa ngọc lan, hay là mặt trăng tròn, hay là sư anh của mình, sư em của mình, sư chị của mình, thầy của mình, và nói. Và tam nghiệp, ba nghiệp thanh tịnh hợp nhất, đọc lời của thần chú đó. Ngày hôm trước đi với sư anh Pháp Ứng sông Thượng, và sẽ đưa cánh tay cho thầy níu để đi xuống cái dốc đó cho các an ninh, thì thầy mới xoay lại, thầy nói: Pháp Ứng ơi, có con ở đây thầy sướng quá. Thì đó là thầy đọc thần chú đó, câu linh chú thứ nhất đó. Có con ở đây thầy rất là hạnh phúc. Và thầy nói câu đó không phải là một câu nói ngoại giao, mà câu nói đó nó được làm bằng cái bản chất của chánh niệm. Thấy sự có mặt của sư chú là quý giá cho thầy, biết là sư chú đã cho thầy nhiều hạnh phúc và đang cho thầy hạnh phúc và sẽ cho thầy hạnh phúc, cho nên thầy chỉ cần nói sự thật thôi. Chỉ và quán và niệm, thân tâm thầy nhất nhất, tuy là đang đi nhưng mà cái thầy an trú trong hiện tại, thầy biết sự có mặt của sư chú. Thầy nói: này sư chú Pháp Niệm, có con ở bên thầy, thầy rất là hạnh phúc. Thầy sư chú đáp lại liền, sư chú nói: có thầy ở bên con cũng rất có hạnh phúc. Và hai thầy trò thực tập cái câu linh chú thứ nhất. Có cần phải lặp lại 100 lần không? Mỗi buổi sáng không? Đã nói được một lần là sau này mình sẽ không có tiếp nữa. Huống hồ mình lấy đó làm sự thực tập hàng ngày của mình. Cho nên hôm đó ở thủ đô Hàng Thành, thầy đã mỉm cười, thầy nhìn những bông hoa ngọc lan nở rộ, và thầy nói: hoa ngọc lan ơi, tôi biết hoa đang có đó và tôi rất hạnh phúc. Và đi một mình giữa những cái bông ngọc lan như vậy,
mình thấy được tất cả những mầu nhiệm của sự sống, mình sống những cái giờ phút của buổi sáng đó không có tiếc, không những cái bông ngọc lan đó nó nở cho mình, mà lúc đó mình cũng là một bông hoa, mình nở lại cho hoa. Là giữa hoa và mình nó có một cái tri kỷ, một mối tình tri kỷ, có phải không? Cũng như giữa hai thầy trò nhà kia, Huệ Năng và Hoàng Nhẫn. Cho nên những giây phút mà quý vị sống ở trên sông Thượng có thể là những giây phút quan trọng nhất trong đời của quý vị. Dù quý vị sống ở đó một tuần, hay là hai tuần, hay là hai năm, thì mỗi giây phút của quý vị ở trên đó phải là những giây phút như vậy. Nếu không thì nó uổng phí. Những giây phút của quý vị ở Sâm Hà cũng vậy, ở Sâm Mới cũng vậy. Những cái phương pháp đó Thầy đã trao truyền. Nên lượt quý vị phải đóng cái vai trò của người chơi túc cầu. Khi mà trái bóng nó liền vào quý vị thì quý vị phải liền lại, không có thể giữ mà không có liền lại cho người khác. C'est à vous de jouer. Có phải như vậy không? Trái bóng nó liền tới quý vị rồi, quý vị phải liền lại cho người khác. Đối với cha mình, đối với mẹ mình, đối với anh chị mình, đối với người xung quanh mình, đối với hoa đào, đối với ngôi sao, đối với lá sồi, đối với con đường thiền hành, mình phải thực tập nhìn tất cả những cái đó như là nhìn huệ năng của mình, tri kiến của mình. Và chúng ta thực tập để chúng ta nâng đỡ cho những người xung quanh ta cùng thực tập. Nếu ta không thực tập thì những người xung quanh ta sẽ không được nâng đỡ, khuyến khích. Và sự thực tập của mình là có công hiệu tổng quát, nghĩa là mình làm cái điều này không phải cho mình không, mà cho tất cả những người xung quanh mình. Và cái công tác xây dựng tăng thân lớn lao nhất đó, là công tác đó, nghĩa là phải biết nở ra trong từng giây từng phút của sự sống hàng ngày. Bố ơi, con biết bố còn sống đó và con rất có hạnh phúc. Đó là câu linh chú đầu tiên. Mẹ ơi, con biết mẹ đang sống và đang ngồi bên con rất hạnh phúc. Nếu trong đời anh, nếu trong đời chị mà chưa từng nói được câu đó thì đó là điều đáng tiếc. Nếu chưa nói thì lát nữa phải đi kêu telephone, tại vì telephone là một pháp môn thực tập. Dầu là điện thoại viễn liên cũng đáng để cho mình sử dụng. Câu thần chú thứ hai, có khi mình đảo ngược lại, mình lấy câu thần chú thứ hai làm câu thần chú thứ nhất, nhưng điều này không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta phải thực tập những câu thần chú này. Câu thần chú kế tiếp là bố ơi, con đang có mặt một bên bố đây. Mẹ ơi, con đang có mặt thật sự ở bên mẹ đây. Thầy ơi, con đang có mặt thật sự bên thầy đây. Tại vì thương yêu nghĩa là có mặt. Thương yêu trong cái giáo lý của Đạo Bụt, trước hết nó có nghĩa là có mặt. Tại vì nếu anh không có mặt thì làm sao anh thương? Nhiều khi anh sống 24 giờ đồng hồ với cái người đó, nhưng mà anh không có mặt, không bao giờ có mặt cho người đó, có mặt bên người đó.
anh sống như là trong một quán trò y pha nho, trong một cái chung cư mà mình không cần biết là cái người ở cái apartment bên cạnh là người quốc tịch nào, là người làm nghề gì, và có những cái hạnh phúc nào, có những đau khổ nào. Thì có thể mình sống với bố, với mẹ, với những người anh, những người chị của mình, nhưng mà mình chưa bao giờ có mặt cho họ. Mình đi và mình về như những cái mũi tên xẹt, 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 cho đến khi người đã chết, người đã đi xa, như chưa bao giờ mình đã từng gặp người đó. Người đó là ai hả? Vậy mà mình nói mình thương. Vậy thương có nghĩa là có mặt. Thì có một cái ông đó, ông nói với đứa con trai 12 tuổi: "Này con, mai là ngày sinh nhật của con muốn gì bố mua cho. Muốn gì thì cứ nói đi, đừng có ngại, bố mua cho." Nhưng mà chàng con trai đó nó rất là ngập ngừng, tại vì hình như là nó không muốn gì hết. Nó không có hạnh phúc. Nó là con nhà giàu, và ông bố là giám đốc của một công ty rất lớn. Muốn bố mua cái gì là muốn mua. Một cái xe lửa chạy cũng mua được, một cái mô tô cũng mua được, cái gì cũng mua được hết. Nhưng mà những cái đó nó không làm cho nó hạnh phúc, tại vì bố nó chưa bao giờ có mặt với nó hết. Bố nó bận rộn quá. Tại vì sao? Tại vì khi mình giàu á, thì mình không có muốn mình không giàu nữa. Cái bệnh của chúng sanh như vậy. Thế mà đã giàu lỡ rồi á, thì không thể nào chấp nhận được cái chuyện là mình không giàu nữa. Mà muốn tiếp tục giàu thì phải đổ hết tất cả thời giờ của mình vào công nghiệp của mình. Và vì vậy cho nên không có thời giờ để thở, không có thời giờ để ăn, không có thời giờ để nhìn con, nhìn vợ, và cứ đi về như một mũi tên. Nhiều khi ở một thành phố phố lạ tới 5-7 ngày, không có thời giờ gọi điện thoại về cho vợ, cho con. Thành ra vợ con của cái ông đó, của cái ông nhà giàu đó, là những người không có hạnh phúc. Tại vì ông có đem tiền về thật đó, nhưng hạnh phúc đâu phải là được làm bằng tiền. Tiền có thể giúp được một phần nào, nhưng hạnh phúc tức là sự thương yêu. Mà thương yêu ở đây là có mặt cho nhau. Ông ta không có thời giờ ăn cơm với con, ngồi chơi với con, nắm tay con, đi dạo. Và vì vậy cho nên cậu bé không có muốn. Cậu nói con muốn gì hết. Con muốn bố à? Thì ông có thức tỉnh được không? Mà nếu ông thức tỉnh thì ông có khả năng buông bỏ tất cả những cái kia được không? Mà trong thế giới chúng ta biết bao nhiêu người đang bị kẹt vào cái thế đó. Cho nên ông ta phải thực tập. Ông ta đã tội nghiệp quá. Thật trong quá khứ mình chưa bao giờ có mặt với con mình, có mặt với vợ mình. Chắc là mình phải đổi, thay đổi. Và ông ta thả đi một số những con bò, rồi ông ta trở lại với vợ với con. Thì trong những số những người học trò, những người thiền sinh tới làng Mai để tu học, có những người đã có chứng tỏ cái khả năng thả bò của họ. Họ về họ thấy cuộc sống của họ là vô nghĩa, là không có hạnh phúc. Họ chạy theo cái sự thành công về sự nghiệp của họ, mà họ không có thực sự sống sâu sắc những giây phút của đời sống của họ. Họ không có thời giờ để thương, để yêu, để làm hạnh phúc. Cho nên họ đã về, họ đã thả những con bò rất là bự. Thế đừng có nói rằng sự giác ngộ không có. Nếu không có giác ngộ thì làm sao người ta chịu thả những con bò bự như vậy? Nếu bò mà không thả được thì ngé làm sao mà thả được? Và nhiều khi mình nói chơi trong trong phạm vi các thầy các sư cô với nhau là cái chùa của mình là cũng là một thứ bò. Mà vướng vào con bò đó, mình không có thời giờ để mà thở, để mà đi thiền hành, để mà ngồi uống trà, để mà sử dụng con mắt của Bụt, lỗ tai của Bụt, cái mũi của Bụt, hai bàn chân của Bụt. Những cái đó đã được thầy trao truyền rồi, nhưng mà để
nó rét, không có xài được. Thành ra lần mai chúng ta phải dùng cái lỗ tai của thầy trao truyền, chúng ta phải dùng con mắt của thầy trao truyền, chúng ta phải dùng cái mũi của thầy trao truyền, chúng ta phải dùng bàn tay của thầy trao truyền, chúng ta phải dùng cái hơi thở của thầy trao truyền, chúng ta phải dùng hai bàn chân của thầy trao truyền. Đó là có hiếu. Cái dòng giống thánh, cái thánh chủng mà được nối tiếp được là do cái đó, chứ không phải là do chúng ta làm được cái chùa lớn. Chúng ta làm những cái Phật sự lớn, Phật sự ở trong vòng kép, Phật sự lớn nhất á là có mặt và sống sâu sắc những cái giây phút hàng của đời sống hàng ngày để có thể tọa chiếu được cái an lạc, cái hạnh phúc. Và đó là bài thuyết pháp lớn nhất. Thành ra nếu người cha đó giác ngộ, thả được những con bò, một hôm nào đó ngồi xuống bên con, thở, nắm tay con, nói: "Con ơi, con biết không, bố thật sự đang ngồi với con này." Mà thật sự anh ta làm được là anh ta cái tâm không đang nghĩ tới business, không có nghĩ tới affair. Cái tâm của anh ta bây giờ đang có mặt với con. Trời ơi, có đứa con dễ thương như vậy. Mấy ai mà có đứa con trai dễ thương như vậy. Và hai cha con nắm tay đi, tự nhiên cái chỗ đó nó trở thành thiên đường. Và đứa bé đó nó có hạnh phúc. Nên mỗi khi thầy lên sấm thượng thì thầy đi trên sấm thượng như là thiên đường. Và những đứa con của thầy, thầy cũng nắm tay chúng nó, thầy đi rất có hạnh phúc. Nên mỗi khi đi xuống sấm mới cũng vậy. Mình phải có mặt cho nhau. Mình phải có mặt trong giây phút hiện tại. Mình phải có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Đó là cách thức hay nhất để đầu tư cho tương lai. Tại vì tương lai chỉ được làm bằng một chất liệu thôi, đó là hiện tại. Và làm cho cái chất liệu của hiện tại nó có phẩm chất thì tự nhiên mình có tương lai. Còn lo lắng cách mấy cũng không có tương lai. Tại vì chất liệu lo lắng không có thể nào làm được một tương lai đẹp. Chỉ có chất liệu hạnh phúc thì mới làm được một tương lai đẹp thôi. Còn cái chất liệu bồn chồn, lo lắng không thể nào làm được một tương lai đẹp. Do đó cho nên cái câu thần chú thứ hai mà chúng ta học là: "Con ơi, thầy đang ngồi với con đây. Em ơi, chị đang ngồi với em đây. Và chị rất có hạnh phúc." Câu thần chú thứ nhất là công nhận sự có mặt của kẻ kia. Câu thần chú thứ hai là làm cho mình thật sự có mặt cho kẻ kia. Kẻ kia có thể là một người, kẻ kia có thể là hoa đào, kẻ kia có thể là sao mai vừa mọc. Và sống như vậy thì đáng sống, mỗi giây phút là sâu sắc. Và cái chất liệu làm nên sự sống đó là niệm. Niệm, chánh niệm. Niệm tức là cái tâm ý của mình nó trở về cái giây phút hiện tại. Và đây là một quá trình rèn luyện và thực tập. Cho nên khi quý vị về lần mai mà quý vị chỉ nghe pháp thoại thôi rồi nói đem về nhà để thực tập thì không được. Là tại vì ở lần mai là cái môi trường thuận tiện nhất để thực tập chỗ này. Tức là làm thế nào để nó trở thành cái thói quen, thì đến khi mình về cái trú xứ của mình mới tiếp tục được. Còn như trong cái thời gian mà mình ở làng mai mà mình không có làm được cái này thành là thói quen, thì đến khi mình về tới cái thành phố của mình sẽ không có làm được. Tại tại thành phố mình nó khó làm lắm. Tại tất cả mọi người đều chạy như điên. Không có ai có khả năng an trú. Ít có người có thể an trú trong giây phút hiện tại.
và sống sâu sắc. Do đó cho nên nếu quý vị ở được 2 tuần hay là 4 tuần hay là 2 tháng hay là 4 tháng thì cái giờ thời gian đó mình phải quyết tâm trong cái thời gian đó tập cho được cái nếp sống này để nó trở thành ra một cái thói quen tốt, một cái tập khí tốt. Mà trong khi tập luyện như vậy mình có hạnh phúc liền lập tức, tại vì đó là gia pháp hiền pháp lạc trú. Và cái quê hương đích thực của mình, cái tịnh độ của mình nó nằm ngay ở trong cái giây phút đó, chứ không phải là trong không gian khác hay là trong cái thời gian khác, bây giờ hay là sẽ không bao giờ hết. Đó là cái nguyên tắc của chúng ta, bây giờ hay là không bao giờ hết. Đây chỉ là 2 câu thần chú ở trong 4 câu thần chú mà thôi. Câu thần chú thứ nhất là bố ơi hay là mẹ ơi, con có mặt. À, con biết là bố đang có mặt đó và con rất hạnh phúc. Cứ làm đi. Nếu làm không thành công á thì thầy sẽ bồi thường. Nếu mà tam nghiệp hợp nhất á thì chắc chắn nó thành công. Nó tạo ra một sự biến chuyển lớn liền lập tức, nó cái hạnh phúc nó có liền lập tức. Hãy thực tập với sao mai, hãy thực tập với trăng rằm, hãy thực tập với lá sồi, hãy thực tập với sư anh, sư chị. Và thân tâm hợp nhất thì chắc chắn thành công và thành công liền lập tức. Đó là chánh ngữ. Câu thần chú thứ hai là mẹ ơi, con đang thực sự có mặt một bên mẹ đi. Tại vì cái tặng phẩm lớn nhất mà mình trao cho người thương mình là sự có mặt đích thực của mình. Nếu không có mặt thì làm sao anh thương? Mà có mặt không phải là chuyện dễ. Có mặt phải thực tập mới có mặt được. Phải biết cái nghệ thuật thở, chánh niệm. Phải có cái nghệ thuật thả bỏ, buông bỏ những cái lo lắng, suy tư, tham vọng, khổ đau, giận hờn thì mới thực sự có mặt cho người mình thương được. Và chúng ta trong những buổi pháp đàm, chúng ta phải bàn với nhau, phải chia sẻ cho nhau. Người này đã làm như thế này, đã thành công như thế kia, người kia chưa thành công được là tại vì kẹt những cái này, kẹt những cái khác. Chúng ta phải tới với nhau như là một tăng thân và chúng ta chia sẻ những cái kết quả của sự thực tập đó. Và buổi chiều đó, ngay sau pháp đàm, đem ra thực tập liền. Có như vậy thì chúng ta mới xứng đáng với cái hoài vọng, cái sự trông đợi của Bụt, của Tổ và của Thầy. Chúng ta đã học về cái gốc gác. Trong khóa này chúng ta đã học về cái gốc gác của pháp môn Làng Mai. Chúng ta đã học về nghệ thuật nghe, chúng ta đã học về nghệ thuật nói, và chúng ta còn nhiều cái đề tài khác như là nghệ thuật đi, nghệ thuật thở, nghệ thuật ăn, nghệ thuật ngồi, nghệ thuật lại. Và mỗi nghệ thuật như vậy đều được trình bày bằng những cái phương pháp rất là cụ thể. Vấn đề là có chịu làm hay không chịu làm. Vấn đề là có chịu uống thuốc hay là không chịu uống thuốc mà thôi. Vấn đề là có tri kỷ hay là không có tri kỷ. Vấn đề là có thương hay là không có thương mà thôi.
Thầy nghe báo cáo là bên Việt Nam á, người ta đã ấn hành cái tập Di Biểu Học 50 bài tụng rồi. Nghe nói tăng thân Canada đang chuẩn bị ra nhưng mà ở Việt Nam họ đã làm xong rồi. Nên chúng ta mong nhận được một bản để coi thử văn chương làm sao. Không có bàn tay nào đã làm cho nó mình không có biết. Không, cái tin rất là mừng. Quý vị có nhớ là có một bữa thôi thôi đừng thâu đừng thâu có một hôm thầy nói với đại chúng là mỗi bữa tối thầy ngồi thiền thầy gửi cái năng lượng của thầy cho quý vị học trò của thầy đó, trong đó có sự chỉ định nguyện đó. Rồi hồi đó thầy nghe sư chị bệnh hơi nhiều nữa. Nhưng mà vừa cách đây mới có 24 giờ đồng hồ thì nhận được tin của cái trung tâm y khoa ở bên ở Bordeaux đô sau khi đã thử máu chụp hình đủ đã tuyên bố rằng sư chị hoàn toàn lành bệnh, không có gì hết. Bây giờ không có dấu tích của cái bệnh cũ nữa. Và khi thầy nghe thì muốn khóc rồi đó. Một tin mừng quá chừng. Và thầy nghĩ rằng sở dĩ được như vậy là do sư chỉ có khả năng thả bò. Thả bò. Và tự nuôi dưỡng bằng cái chánh pháp. Tại trong bao nhiêu tháng nay sư chỉ được nuôi dưỡng bằng cái niềm vui là làm thế nào để cho các thầy các sư cô bên nhà qua đây được để chơi học với thực tập với là các em bên này thôi. Thành ra sư chỉ lo chừng đó thôi. Và vì vậy cho nên nó có cái yếu tố thảnh thơi, không có lo sợ. Cho nên cái tình trạng sức khỏe nó tăng tiến rất mau. Cái phép lạ nó đã thực hiện. Thành ra nếu mình có cái gì trong người đừng có lo lắng, đừng có lo sợ, cứ thả bò đi, thả những con bò lo bò sợ bò này bò kia thì tự nhiên nó thư thái ra, rồi để cho cái tự nhiên nó làm cái công việc của nó. Cái tự nhiên nó hay lắm, nó biết làm thế nào để mà chữa trị lấy. Mình ăn cho đàng hoàng, mình ngủ cho đàng hoàng, mình học cho đàng hoàng, mình cho phép cái cơ thể của mình nó tự trị liệu lấy. Suri Pari.